Theo quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, thì Đồng Nai đóng vai trò rất quan trọng, là đầu mối giao thông của toàn vùng, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế và là địa phương có tốc độ phát triển nhanh trong cả nước. Chính vì vậy, khi quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai đã được xác định là vùng đô thị, khu công nghệ kỹ thuật cao, là trung tâm dịch vụ, y tế, là cực đối trọng phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Những lợi thế giao thông của Đồng Nai đã tạo đà cho những hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước rất sôi nổi thông qua tuyến giao thông huyết mạch quốc gia như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, tuyến đường sắt Bắc Nam, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cảng biển Sài Gòn, cảng Thị Vải, cảng Cái Mép và sân bay quốc tế Long Thành. Tách ra từ huyện Long Thành, Nhân Trạch được thiên nhiên ưu ái sản sinh ra nhiều loại sản vật quý như trà Phú Hội, nước mạch bà, sầu riêng An Lợi, chuối già Long Tân, cá bui sò huyết Phước An, gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Rạch Nhum. Trên vùng đất này, nhiều địa danh di tích linh thiêng đã đi vào lòng người dân, trong đó có quần thể văn hóa Hang Nai. Theo truyền thuyết, đó là nơi có các mạch suối nguồn xanh mát, nơi mà các đàn nai và chim yến thường tìm về uống nước. Và cho đến tận ngày nay, du khách vẫn có thể nhìn ngắm các đàn chim yến bay lượn xung quanh khu vực hồ. Từ một vùng đất trù phú, qua nhiều năm thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư, đến nay Nhân Trạch đã có nhiều thay đổi, tạo nên diện mạo của một đô thị mới với các khu công nghiệp đã được hình thành, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhân Trạch đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể đến năm 2020, trở thành một trong các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, đào tạo của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng trọng điểm phía Nam nói chung. Đặc biệt là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trạch Long Thành Dầu Dây vừa thông xe, khiến việc di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Nhân Trạch được rút ngắn xuống còn một nửa. Với đặc điểm vô cùng thu hút như vậy, song bất động sản tại Nhân Trạch vẫn còn ở dạng tiềm năng. Mức giá được chào bán trung bình chỉ từ 2 triệu rưỡi đến 5 triệu so với mức giá trung bình trên 10 triệu một mét vuông ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, quận giáp ranh với Nhân Trạch. Điều đó lý giải tại sao Nhân Trạch luôn đứng đầu trong việc thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư của tỉnh khác. Lợi thế này đang góp phần đưa Nhân Trạch trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới. Đón đầu xu hướng phát triển, nhiều nhà phát triển dự án đã chọn Nhân Trạch là điểm đến cho hoạt động đầu tư, an cư và nghỉ dưỡng như Phúc Khang Corporation, Tín Nghĩa với các dự án đang được triển khai, khu đô thị mới Sunflower City, EcoSun, dần dần. Quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ là quy hoạch chiến lược mang tầm quốc gia, chắc chắn sẽ trở thành động lực cho sự phát triển của vùng, đồng thời cũng sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản tại các đô thị trong vùng. Nằm trong xu thế đó, Nhân Trạch đang chuyển mình mạnh mẽ cùng với các nhà đầu tư địa ốc xây dựng nên những khu đô thị mới khang trang, hiện đại, một cuộc sống mới đang chào đón ở vùng đất phía đông Sài Gòn, an lành, thịnh vượng.